Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Cục Xúc tiến Thương mại trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh hiện nay Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nhiều hiệp định được ký kết. Chính vì vậy, tư duy về xúc tiến thương mại cần được đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường. Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại nước ngoài đã có tham luận tập trung vào các nội dung như chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường phối hợp trong việc tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, lồng ghép các hoạt động, các nguồn kinh phí khác nhau để thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại.